Em Sơn xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại với kênh của em Sơn Quanh Quốc Tuấn nha. Thì hôm nay em Sơn sẽ giới thiệu với cả nhà mình cái quy trình bên em Sơn dọn một cái chiếc xe cũ ha cả nhà. Đây là một cái xe Boxster 2 đời 2011. Xe này em Sơn bán rồi, vừa bán và nhận 50% tiền rồi. Thì hôm nay em Sơn sẽ dọn cho khách hàng của Sơn. Thì cái gói dọn này là em Sơn khuyến mại cho khách hàng nha. Thì như hôm qua là em Sơn có quay cho cả nhà mình trên cái clip là cái lốp nó rất là xấu ha. Thì bây giờ em Sơn đã sơn lại cái mâm này cả nhà. Sơn mâm này, dưỡng lốp này, đó. Cả nhà mình có thể hình dung qua nhìn nó giống như một cái lốp mới luôn ha. Thì đây là bây giờ bạn nhân viên của bên em Sơn đang là chà cái chất xi này. Cái chất xi là nó đã đẹp rồi nha, nhưng mà bây giờ là những cái bụi này, những cái một cái phần xét nào bên ngoài là bên em Sơn sẽ chà thạch sạch. Đó, đưa lên cầu chà, rửa bánh, rửa lốp, rửa chất xi lại. Máy móc là rửa lại hết cho khách luôn ha. Thì sau khi rửa xong thì em Sơn cũng sẽ bắt đầu là sơn phủ một cái lớp chống sét ở bên ngoài cho khách hàng trên cái chất xi này. Đó. Cái hùng thì em Sơn đã chuẩn bị là đánh bát lại cho khách này. Sau khi mà rửa xong thì sẽ bát lại. Thì bây giờ đây là cái đầu tiên là cái mà sơn mâm ha, và dọn phần dưới gầm. Đó, gầm thì em Sơn sẽ phủ gầm cho khách luôn. Đó, một cái xe mà em Sơn sẽ làm như đẹp như mới cho khách này. Đó, quý anh chị em mình thấy là cái sự chỉnh chu với em Sơn để cho quý anh chị em mình mua xe là yên tâm ha. Tuy nhiên có những khách hàng mà mua xe mà tự về dọn thì em Sơn cũng sẽ bán những cái xe mà tự về dọn cho khách. Không phải xe nào mà em Sơn cũng dọn là tại vì yêu cầu của khách hàng mong muốn dọn thì em Sơn sẽ dọn cho khách nha. Đó, cái cặp bình này là em Sơn cũng mới thay cho khách hàng luôn, thay mới luôn. Đó, thì cả nhà mình đón chờ xe này sau khi dọn xong như thế nào em Sơn sẽ quay lại để khi mà giao khách hàng nó đẹp như thế nào cho cả nhà mình cùng xem hen. Đó, mấy bạn xong rồi mấy bạn phải xịt này, xịt rửa này, chà sơ cái lớp bụi bẩn ra, rồi sẽ xịt rửa gầm thật sạch, xong rồi sơn một lớp phủ lên cho khách hàng. Đó là xe tải nha, mà em Sơn chỉnh chu như thế đấy. Thì xe này về hôm trước thì hôm qua bên em Sơn cũng có khách hàng mua luôn, ủng hộ cho Sơn luôn. Thì giá xe 21 này thì bên em Sơn bán cũng rất là rẻ. Hiện tại em Sơn còn thêm một chiếc xe 2011 và còn hai chiếc 2007, hai chiếc 2006 nữa. Giá rất là rẻ luôn. Quý anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với anh Sơn qua hotline 0931 674 675 nha. Em Sơn sẽ báo giá chi tiết, gửi hình chi tiết cho quý anh chị em mình. Bạn sẽ rửa này, rửa rất là sạch luôn ha. Tuy nhiên thì mọi người cũng bảo là xe tải không cần sạch, nhưng mà khi mà một khách hàng mình chạy xe thì mình nên rửa định kỳ nha cả nhà. Mình đi chạy hàng về thì mình nên chạy vô mình xịt rửa luôn, xịt rửa. Nhưng mà tại sao em Sơn hay nói là rửa ngoài cái gara nó sẽ khác với mình tự rửa. Tại khi mình rửa ngoài gara thì người ta xịt khô, xịt rửa sạch sẽ thì người ta sẽ xịt khô cho mình. Cái tác dụng của xịt khô nó sẽ bảo vệ được cho cái xe của mình rất là nhiều, chứ không phải rửa xong rồi để ướt là nhõng nhẽo như thế thì nó cũng rất là dễ bị hư hại xe nhé cả nhà. Đó, mà rửa ngoài thì bên em Sơn thì có cách rửa để làm cho không bị chảy sơn, chảy tróc sơn hay là hư máy hay hư bất cứ cái gì ha. Anh Khánh đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Bảo dưỡng hả? Ở xe này thì em Sơn sẽ bảo dưỡng lại cho khách hết, bảo dưỡng máy móc rồi gầm lại cho khách thắng thiết lại. Mời cả nhà mình đón chờ với em Sơn là cái xe này dọn như thế nào nha. Những cái xe mà chưa dọn thì em Sơn chỉ rửa sơ sơ rồi để bên ngoài như thế này. Quý anh chị em nào mua xe thì Sơn sẽ dọn kỹ cho cả nhà mình ha.